ngồi ngồi quay ra bên này, ngồi sát ra phía ra này đi. Chị ơi đội mũ lên, cởi mũ ra, mũ ra mặt đâu chị Hạnh ơi. Ôi. Em đang phát trực tiếp cho cả thế giới xem đấy. Chị để chồng cái phao câu vào đây. Tăng công. Ô, đứng này đứng chưa được mát. Đứng này chưa thì nó hát nắng à. Ra đảo ừ. Thì lại phát. Được chưa? TikTok hay là đảo? TikTok. À, TikTok. 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 Đảo TikTok. Hôm qua có đảo TikTok đi to này cơ nhỉ? Đảo TikTok. Cái tàu mấy cái tàu sắt cũng ồn rồi, cái tàu tàu hút dầu hay sao? Đang quay đang tắt thì nó dầu. Đây là những mẫu ảnh. Mẫu ảnh và nhiếp ảnh gia. Hơi nắng nhỉ. Đúng rồi, đấy tươi lên. Nắng lắm cô ạ. Chị Hiền ơi, có chụp ảnh không? Ai chụp cho? Xuống cái gì nhỉ? Xuống lấy quả mắt kính của em ở dưới ấy lên. Mắt kính à? Đang để trong túi sách ở dưới chỗ mình ngồi. Tôi xuống rồi, ở trên đây nắng lắm. Lên máy đi chụp. Dạ. Dạ lâu chưa? Ai của tao còn đây có bố của tao còn à? Kinh nhờ. Họ đang mang mẹ mẹ hư mẹ họ đang mang tao về tao biển nó vứt thế này đang mang về chuyển nó tao không có về thế này để tí nữa em chụp đằng đầu kìa đẹp nắng lắm tao rơi điện thoại xuống biển nhé. Năm ngoái em đi Tam Chúc có bà quay xong rơi mẹ xuống nước nước. Nắng. Trời này nắng. Đây. Nắng cháy da luôn Hiền ạ. Đình Thuế Phạm thấy phu nhân chưa? Vợ đang ngồi chụp ảnh. Nắng quá chị ơi. Chưa thấy nhìn thấy. Bên này. Bên này đẹp, bên này đẹp hơn nhỉ. Tàu mình có qua thang đây này.